tuyết rơi mang đến cho chúng ta những màu sắc, cảm xúc khác lạ và sự thích thú khi ngắm nhìn. Và đặc biệt, top 3 nơi có tuyết rơi nhiều nhất thế giới đang thuộc về các thành phố tại Nhật Bản. Vị trí thứ 3 thuộc về thành phố Toyama. Toyama là thành phố thuộc tỉnh Toyama, nằm ven biển thuộc phía Tây của Nhật Bản. Nơi này có lượng tuyết rơi dày 3,6 mét mỗi năm. Tuyết ở Toyama rơi chủ yếu vào giữa tháng 12 và tháng 3, và tháng 1 thường có tuyết rơi nhiều nhất. Toyama nổi tiếng với những cung đường tham quan trên núi cao đẹp nhất thế giới, với thảm thực vật núi cao vào mùa hè và lá đỏ vào mùa thu. Ngoài ra, Toyama được biết đến là thiên đường của ngành cơ khí và thực phẩm tại Nhật Bản. Vị trí thứ hai đó là thành phố Sapporo. Sapporo là thành phố quốc gia và là thủ phủ của tỉnh Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản. Người dân nơi đây phải dọn lượng tuyết dày tới 4,8 mét mỗi năm. Ngoài ra, thành phố này được biết đến nhờ nhà máy bia Sapporo, một dòng bia nổi tiếng tại Nhật. Và Sapporo cũng là một trong những nơi tổ chức lễ hội tuyết lớn nhất tại Nhật Bản vào mùa đông. Và nơi có tuyết rơi nhiều nhất trên thế giới thuộc về thành phố Aomori. Aomori là thủ phủ của tỉnh Aomori ở cực bắc đảo Honshu, Nhật Bản. Hằng năm, thành phố trải qua lượng tuyết rơi trung bình là 7,8 mét mỗi nănăm. Tuyết phủ trắng từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau. Gió lạnh và mạnh thổi đến khiến nhiệt độ luôn ở mức rất thấp. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Aomori xuống dưới âm 24 độ, ghi nhận vào năm 1931. Vào mùa đông, lượng tuyết lớn đến mức những ụ tuyết được dọn ven các con đường cao tới vài mét. Ngoài thời tiết khắc nghiệt, Aomori được biết đến với rượu sake, hải sản và táo.